Thì rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tin sáng ngày hôm nay 1 tháng 9 năm 2017. Và như thường lệ trước khi đi vào phần tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật sau đây. Bộ Tài chính khẳng định tăng thuế giá trị gia tăng không tác động nhiều tới người dân. Chính phủ đề xuất trích ngân sách mua bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV. Theo báo cáo của jobstreet.com, 80% lao động Việt Nam tìm việc làm trên mạng. liên quan đến đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 trả lời về những lo ngại việc gia tăng thuế giá trị gia tăng sẽ tác động đến nền kinh tế cũng như đời sống của người dân đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng sẽ không tác động nhiều đến người dân Thứ trưởng Vũ Thị Mai lý giải, hiện luật thuế giá trị gia tăng quy định 25 nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế, 15 nhóm dịch vụ hàng hóa chịu thuế 5%, dựa trên kết quả khảo sát mức sống dân cư được công bố năm 2014 của Tổng cục Thống kê. Bộ Tài chính nhận thấy, nhóm người có thu nhập thấp dành tới 59,6% thu nhập để chi cho y tế, thực phẩm và giáo dục. Ngược lại, nhóm người thu nhập cao nhất chỉ dành 39,6% tổng chi cho các nhóm hàng hóa thiết yếu trên. Trong khi đó, y tế và giáo dục hiện đang là đối tượng không chịu thuế, lương thực thực phẩm do người dân sản xuất trực tiếp bán ra cũng không chịu thuế, chỉ có khâu kinh doanh buôn bán mới chịu thuế ở mức thấp là 5%. Các mặt hàng thiết yếu khác như thuốc chữa bệnh, các mặt hàng đầu vào của nông nghiệp, vân vân đều ở mức thuế suất 5%. Thuế suất phổ thông hiện là 10% dự kiến sẽ tăng lên 12%. Vì vậy, Bộ Tài chính đánh giá mức điều chỉnh thuế giá trị gia tăng tác động đối với người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp là không nhiều. Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng cho biết, Bộ đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới để sự ảnh hưởng đến lạm phát khi tăng thuế giá trị gia tăng sẽ ở mức hạn chế nhất. Liên quan đến thông tin công ty VN Pharma Việt Nam nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả gây hoang mang cho người dân, trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu thanh tra chính phủ phải tiến hành thanh tra việc cấp phép của Bộ Y tế với công ty này một cách nhanh chóng và minh bạch. Và cũng trong phiên họp đồng quan điểm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cần thanh tra việc cấp phép nhập khẩu, cấp đăng ký thuốc của Bộ Y tế một cách nghiêm túc. Theo Phó Thủ tướng, thì mặc dù vụ việc đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật thụ lý giải quyết, nhưng dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và nhiều ý kiến rất bức xúc ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với cả hệ thống y tế. Vì vậy, cần được chỉ đạo xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, làm rõ mọi góc khuất. Trước đó, ngày 24 tháng 8, thì Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế báo cáo về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ về việc công ty VN Pharma Việt Nam nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả trước ngày 31 tháng 8. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ năm 2018, thì Cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế phải phối hợp trong đấu giá thuốc thuộc danh mục chi trả của Bảo hiểm Y tế nhằm giảm giá thuốc 10-15% theo chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan được chính phủ giao tổ chức thực hiện việc đấu giá thuốc từ năm 2018. Việc đấu giá thuốc trong lĩnh vực bảo hiểm y tế không thuộc danh mục năm hoạt chất đấu thầu tập trung quốc gia được triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Bộ Y tế phối hợp hướng dẫn và mở rộng các hình thức đấu thầu giá thuốc để có tính cạnh tranh cao hơn, kiểm soát chặt chẽ đấu thầu thuốc, thiết bị y tế tại các địa phương. Mục tiêu của việc đấu thầu giá thuốc là nhằm giảm từ 10 đến 15% giá thuốc sau đấu thầu, đồng thời tăng tính an toàn cho quỹ bảo hiểm xã hội. Riêng với các loại thuốc biệt dược, Bộ Y tế đã đàm phán với các nhà cung cấp để đấu thầu khoảng 100 biệt dược gốc để hạ giá loại thuốc vốn đang có giá rất cao trên thị trường. Chính phủ đang soạn lấy ý kiến dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm y tế. Tại dự thảo lần này, thì chính phủ đề xuất đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho những người nhiễm HIV. Theo dự thảo nghị định, người nhiễm HIVS sẽ được đưa vào 18 nhóm người được ngân sách nhà nước đóng phí bảo hiểm y tế như người có công với cách mạng, các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được nhà nước phòng tặng, trẻ em dưới 6 tuổi, v.v. Đồng thời người bị nhiễm HIV cũng sẽ được hỗ trợ 100% chi phí cho thuốc ARV. Như vậy nếu như nghị định này được thông qua, hơn 200.000 người nhiễm HIV trên cả nước sẽ có bảo hiểm y tế. Đây được coi là một cú tin khi tài trợ quốc tế dành cho công tác phòng chống HIVS đã suy giảm trong thời gian qua. Trong báo cáo gửi chính phủ mới đây thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất một loạt cơ chế, chính sách đặc thù Đáng chú ý là các đề xuất về biên chế dành cho bộ máy hành chính, trong đó có việc tăng lương lên gấp đôi cho cán bộ công chức. Thành phố Hồ Chí Minh xin được tự chủ về biên chế của bộ máy hành chính và thu nhập của đội ngũ cán bộ công chức và người làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện quyết định mức trả thu nhập cho cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước với mức bình quân bằng khoảng 2 lần thu nhập bình quân của công chức viên chức cả nước. Lý giải về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, năng suất lao động chung của thành phố đang cao gấp 2,7 lần cả nước, năng suất lao động của cán bộ, công chức cao gấp 1,5 lần cả nước và thành phố đang đóng góp 27% nguồn thu ngân sách của cả nước, trong khi tỷ lệ dân số chỉ chiếm 9,1%. Vì vậy, việc trả lương bình quân gấp hai lần là điều hợp lý. Ngoài ra thành phố không xin thêm ngân sách trung ương mà chỉ xin cơ chế để chủ động chăm lo cho đội ngũ cán bộ của thành phố. Và chương mục mỗi ngày một con số hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số 80% thưa quý vị. Đây là tỷ lệ ứng viên tại Việt Nam tìm cơ hội việc làm mới thông qua kênh trực tuyến theo khảo sát mới công bố của jobstreet.com. Theo khảo sát, thì xu hướng tuyển dụng 2017 của Jobstreet.com thực hiện tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Người lao động ưa thích tìm việc trên mạng hơn hẳn so với các kênh thông thường như người giới thiệu, ngày hội việc làm hay quảng cáo trên báo, các sự kiện tuyển dụng tại trường học và ngành nghề. Riêng tại Việt Nam thì có đến 8 trên 10 ứng viên sử dụng kênh trực tuyến để tìm việc làm mới người lao động tại Indonesia và Singapore thì có cùng xu hướng này. Sau kênh trực tuyến thì kênh tìm việc được đa số ứng cử viên ưa thích là trang tuyển dụng và nghề nghiệp của công ty và người giới thiệu. Jobsuit.com nhận định cuộc cách mạng công nghệ số đang tạo ra sự chuyển dịch mạnh mẽ trong phương thức tìm việc. Những thay đổi về công nghệ cũng sẽ tác động lớn đến ngành nhân sự từ năm 2017 về sau. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung nổi bật của phần tiếp theo chương trình. Xin mời quý vị theo dõi. Lũ lớn tại Đông Bắc Ấn Độ, ít nhất 500 người thiệt mạng. Qatar và Nga kêu gọi đối thoại nhằm nhanh chóng chấm dứt khủng hoảng vùng vịnh.